Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Luvitas do Invapharm sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Luvitas cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Luvitas có thành phần là vitamin E tự nhiên D-alpha tocopherol acetate 400IU. Luvitas được bảo chế dưới dạng viên nang. Luvitas mang lại cho người dùng công dụng, cải thiện làn da, giúp làn da mịn màng, căng mọng và tươi sáng hơn. Hỗ trợ ngăn ngừa và làm chậm quá trình lão hóa da bảo vệ da khỏi các tác nhân gây oxy hóa, giúp giữ ẩm, làm trắng, tăng độ đàn hồi cho da, giúp da không bị khô, hạn chế tình trạng da nhăn nheo, ngăn ngừa và làm giảm các hắc tố trên da, da nám, sạm, tàn nhang, không đều màu, giúp làm dịu các triệu chứng bỏng rát trên da do cháy nắng. Sản phẩm dùng cho các trường hợp người có các dấu hiệu da xuống sắc như nám sạm da, tàn nhang, đổi mồi. Người có các dấu hiệu của lão hóa như da khô hay xuất hiện các nếp nhăn. Phụ nữ có các dấu hiệu rối loạn kinh nguyệt, đau bụng mỗi chu kỳ kinh. Bệnh nhân thiếu hụt vitamin E cần bổ sung vào cơ thể. Người có nhu cầu nâng cao sức khỏe, cải thiện làn da, phòng chống các bệnh như ung thư buồng trứng, ung thư vú. Phụ nữ mang thai chế độ ăn uống không cung cấp đủ hàm lượng vitamin E. Sản phẩm Luvitas được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Luvitas được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, uống một viên mỗi ngày ngay sau bữa ăn để thuốc hòa tan dễ dàng hơn, giúp cơ thể hấp thu tốt hơn. Chống chỉ định khi sử dụng Luvitas, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng! Qua những chia sẻ trong video này của trường anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Luvitas, đồng thời biết cách sử dụng Luvitas sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham